Hello, chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Trường Trẻ Châu. Và đây là Quyên Hồ Nách. Bữa nay mình sẽ cùng vợ yêu của mình về ra mắt bố mẹ của vợ Quyên mình nha mọi người. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là cái cổng nhà của vợ mình đây. Đó. Mình có mua một ít trái cây để về thắp nhang cúng cho ông bà nhà vợ mình đó mọi người. Anh Trường kìa mọi người. Anh Trường nào mày? Anh Trường kìa, Châu kìa. Từ từ kìa. Vợ cầm cái đây vô vợ. Mẹ cái tóc với ngoài đó. Đây, chào bố vợ. Chú ơi chú. Bố chứ. Bố ơi chú. Bố. Ba vợ mình nó là ngại cho nên là trốn rồi mọi người. Đây mình sẽ review cái căn nhà của em Quyên Hồ Nách cho mọi người xem. Bây giờ mình sẽ review cái gia tài của nhà Quyên Hồ Nách cho mọi người xem nè. Ê anh ơi. Làm clip thôi tốt đụng đơn được đây. Ui. Riêng cái miếng đất này không thôi, cái trị giá của cái miếng đất này không là có người đã trả giá là 7 tỷ rưỡi. Đúng. Nhưng hiện tại là gia đình vợ mình là vẫn chưa muốn bán. Đó. Tại vì sao? Đây là mặt ba luôn này. Đó, đất hai mặt tiền luôn nhỉ mọi người. Đó. Mà mặt tiền nhà người ta là bán hàng hóa cái thứ mặt tiền nhà chị là nuôi trâu nuôi bò. Đó, sau này mà mình với ông Quyên mà cưới nhau á là đây. Sao? Không nỡ đúng không? Kệ mày. Một con này, hai con này, ba con này. Đây chỉ là một cái số nhỏ mấy con ở nhà thôi. Còn nhà ông Quyên á là có bốn người làm, là chỉ việc là dẫn trâu bò đi cho nó ăn xong rồi về á. Khoảng tầm số lượng là bao nhiêu ngàn hay 2.000 con bò à? 2.000 con bò mọi người. À mấy cái con này chắc là ế này, mấy con này ế cho bán cho khách này. Mấy con này là để là đi phối giống á, con này để ở nhà phối giống. Cái quả ở xa kia là có một cái quả đồi, là nhà ông Quyên là mua luôn một cái quả đồi ở xa đó đó. Ở tiếp trên kia đó là để dùng để nuôi trâu nuôi bò thôi. Đó, nói không, vậy là nhưng mà tính ra là anh trai khéo chứ. Anh trai mẹ không có phụ đỡ trai cho lai nhờ nhà vợ. Ừ, lai nhờ nhà vợ. Đó. Là một phát là khởi nghiệp thành công luôn rồi đi. Cái em bị sao đấy? À đó còn vịt đồ nữa. Cái số lượng con vịt á, vịt đây là những cái con này là nó gần chết rồi cho nên là để ở nhà thôi. Chị chơi ơi, chị đang chơi. Chị đã đẹp. Chứ còn ở ngoài phía xa ngoài kia là nhà ông Quyên có một cái ao khoảng tầm 2 hectare đất. 2 hectare là toàn là ao cá để cho vịt nó bơi đó mọi người. Số lượng vịt là khoảng tầm 4-5 ngàn con gì đó. Thế thì ra là nhà chị đâu có phải mua gạo đâu. Ở đây là hay ra là ăn thôi. Đây là ăn rồi. Bên này nó dơ, bên này bao nhiêu đất này anh chưa? Gạo đồ là có sẵn này, nói chung là đất là rộng thênh thang. Quay lại bên này còn nữa này, bên này còn cái miếng đất, miếng đất của cái nhà đây mọi người là nhà ông Quyên mới bán á. Mới bán cho cô chú đây xây nhà chứ còn trước đây là đất nhà ông Quyên đã trải từ đây xuống tao đồng xài đất hết rồi. Mà bán dần hết rồi mọi người, đó người ta mua nhà. Nói chung hàng xóm ở đây người ta cũng biết ơn nhà ông Quyên lắm. Tại đây nè, ví dụ như cái căn này trước đây này là hồi xưa là đối diện nhà ông Quyên là để làm để đắp cho ông bà, nhưng mà bây giờ nó cho luôn. À đù. Cho luôn. Bên này còn nữa này. Đó bên này nữa này. Ôi bên này nhìn nhá, nó có phải nó điêu nhá, chó chạy 7 ngày không hết đất luôn. Ừ. Đó. Hôm bữa mình có nói, cũng có nói chuyện chơi với ba mẹ vợ mình đào thì hai đứa cưới nhau thì ông cấp cho mình 8 lô đó. Đó. Hết cái đó 8 lô đất đó luôn đó. Không tại sao mà đi đó chị Quyên. Rộng rãi lắm. Trồng cao cây cảnh của ba chị. À. Cây cao à? Ừ. Âu anh ơi. Anh ơi. Hả? Chơi cây cảnh. Ở đây có mấy cái phôi phi đẹp lắm. Đúng rồi, cây cảnh hơi gì đẹp lắm. Đây có mấy cái phôi phi đẹp lắm, mấy cái đô thuận. Ba chị cho mấy cái cây này chắc là mấy chục tỏi anh ạ. Cây này mấy chục tỏi á? Ờ. Ừ, hồi nãy họ đẹp họ trả năm 60 củ ông không bón mày. Tụi chưa biết cái thằng cái xanh nó xuống cái còn để gì đó. Đây là 50-60 củ là chỉ là cái cây để trồng chơi trong nhà thôi. Chơi trong nhà thôi đó. Còn có bữa nay nó thành củi rồi mọi người ơi. Đâu, nhả đi. Nói chung là mình cũng không muốn khoe khoang gia điều kiện nhà vợ mình đâu, có gì đâu mà khoe. Có mấy con Lamborghini đang nằm trong chuồng kìa. Sao? Vô review nhà. Bộ này chắc là bộ xưa đỏ này. Cái đây là cái gỗ, đây là gỗ của mọi người biết gọi là gỗ trầm hương không? Cái bộ trầm hương á, đây là bàn bộ gỗ trầm hương nha mọi người. Đâu? Bộ đây trầm... là người ta trả giá là 4 tỷ rưỡi mà chưa bán mà. Trầm hương lại chứ, trầm hương màu khác chứ, cái này là xưa đỏ chứ. Còn đắt hơn nữa. Ê là em, có cái gì em để Quyên, đó. Quyên. Mình có định dẫn mọi người qua bên cái căn biệt thự của mình không? Tại gì? Với cái nhà đây đâu phải là nhà ở đâu mọi người, đây là để ở kiểu để trong đất trong đai đồ trong bò đồ chứ còn nhà mà ở là có một căn biệt thự cách đây 4 km á. Còn cái này chắc là mọi người nhớ đấy. Có chiếc xe máy với tỏ điện thoại. Nào, đây này. Đây rồi. Thôi đừng có xuống nhà dưới này mới lắm. Đây rồi. Mọi người nhớ con chiến mã này không?
ngày xưa là biết bao nhiêu cái clip điều view là phá con chiến mã này nè. Thôi hôm nay để không đi luôn mọi người. Đâu, đâu, bây giờ giao rồi, bây giờ giao rồi. Bây giờ Quyên ở xa, Quyên Sài Gòn á, Quyên để nó ở nhà. Đâu cái phòng mày hồi xưa mày ở đâu Quyên chỉ ở? Nè. Đây hả? Đây hả? Nhưng bây giờ mở rồi nè. À, đây là cái căn hồi nhỏ hồi xưa ở là, ý là mai mốt mà nếu hai đứa mình động phòng là phòng nào em? Đây có bố ở nhà nha. Vâng. Mình cũng định quay chào bố nhưng mà tao bố ngại thì thôi. Anh biết uống rượu không? Anh biết uống rượu không? Anh uống rượu xong rồi lại gặp bố cả hôm nay cho không, không phải bà luôn mảnh đất này. Mẹ nói chứ mẹ của Quyên là đi làm đâu, đi coi mấy công nhân làm ở bên có nhà Quyên là có công ty chuyên làm về công ty xây dựng vật liệu mọi người. Mẹ Quyên là làm giám đốc ở bên công ty đó đang đi làm đâu. Chị Quyên là có mấy người? Nhà chị Quyên có mấy người? Hiện tại có ba người ạ. Đây mọi người, đấy là con trai đây là xe đây là đó cũng là làm trong bếp là để làm mô hình thôi. Để móc mèo thôi chứ có đi đâu mấy con xe này. Ai từng đây đâu? À, em gái nó mấy? Em gái á? Em gái, nhưng mà em gái ừ. Anh đang qua thân mấy bà cụ. Gọi hai là anh vợ. Anh gì? Nếu mà tao cứ Nguyên trong mấy mày giàu. Anh em cột dao à? Anh em cột dao. Thấu rượu. Nói chung là Nguyên nó giỏi lắm mọi người, nó giỡn chứ Nguyên nó giỏi lắm. Nhà thì cũng không có gì nhưng mà chính tay một mình nó ở mua xe rồi cho em út nè rồi wow. Nhà cửa đồ này nọ là nó sắm hết đó, mấy viên gạch đi từng tắc 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 vàng rồi nó sắm hết cho gia đình. Ngoài này có quả không? Ngoài cửa sổ này có quả không được lắm này. Chuyến này về là mình nói chuyện với mẹ Quyên luôn, tính ngày rồi coi này nọ nhưng mà mẹ đi làm mất rồi. Tối rồi, tối công việc. Mà chiều nay mình đi mẹ rồi còn đâu? Chị ta nói chuyện với bố. Chị ta chắc không nói chuyện được. Chốt cái xe ông xiên mà chở rồi mà nó chỉ là quỷ luôn mày, đừng nói chuyện cái quỷ luôn quỷ. Bây giờ nhà em có cấm đi anh vẫn cứu em được chứ đừng có nói mà ai vô làm cản anh. Anh muốn là anh cứu thì chưa. Ê, trên này có lầu nữa nè. Gót mày, gót phải thờ. Không có gì đâu. Gót phải thờ. Rào, em xuống em rửa trái cây đi rồi lên cúng này. Ở trên này là khu vực bàn thờ, không có gì hết đó mọi người. Wow, cũng được nha. Chỗ đây mai mốt hai đứa cứu nhau rồi xây lên cái phòng xong rồi bắt máy lạnh rồi vô ngủ trong này thấy cũng quá uy tín đó nghe. À, nhìn thông nha. Ừ, nhìn thông như này nè. Không ý là xây vách tường lên xong rồi bỏ máy lạnh rồi vô là có thể nằm đây động phòng được rồi chứ có gì đâu. Thôi mình xuống nha mọi người. Quyên ơi có nói gì không nữa, không nói là tắt clip á. Thôi tắt đi. Tắt đi hả? Review cái đâu hả? Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nghe review vậy thôi mà nói chung là tính chuyến này về là cũng cũng định là nói chuyện với ba mẹ nó nhưng mà thôi. Ba đang ở đây đây. Ba nó thì mình không dám nói, mẹ nó thì được. Mẹ nó dễ, mẹ nó dễ thương dễ chịu hơn cái ba nó lấy dao xiên á. Thôi nghe mọi người bye bye tất cả mọi người nghe, hẹn mọi người clip sau nha mọi người. Bye bye. Đi đâu nữa? Đi đâu? Đi qua nhà thăm nhà cô Quyên, qua nhà cô Nam. À đúng rồi, chút nữa mình sẽ đi ghé qua nhà thằng cô Nam này thăm cô Nam. Xong rồi mình ghé qua cái căn nhà cũ á mọi người. Cái căn nhà mà ngày xưa mà mình ở đường Bùi Thị Xuân á, 198 Bùi Thị Xuân. Đó, mình sẽ ghé qua căn nhà đó, mình thăm lại căn nhà cũ để cho mọi người xem ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Đó, còn bây giờ đã ok rồi. A few moments later. Đây mọi người, đây chính là cái căn nhà cũ của hồi xưa của tụi mình này mọi người. 198 Bùi Thị Xuân. Nói chung là về tới đây là hồi lại kỷ niệm nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ là cái nhà này là bây giờ người ta ở rồi mọi người. Người chủ mới người ta sửa sang lại hết rồi. Mọi người thấy nó lạ không? Hồi xưa là nó có một cái cổng ở đằng trước. Xong rồi mình trồng cây, trồng cối, trồng rau. Còn bây giờ thì người ta đã làm nó tới trước đó hết đầu. Đóng cửa rồi mọi người. Bây giờ là 11, 12 giờ trưa cho nên là người ta ngủ rồi. Mình cũng không dám phiền người ta mọi người.